Bộ phim Tinh Thần Biến phần 2 Vũ Lập Hương Hải do TV2.org thực hiện thuyết mình. Tập 1 Tinh Thần Biến Thiên. Minh Hà. Tần gia, Tần Vũ, Tam công tử. Ta chết rồi sao? Nếu không thể trở thành cây cao trọng trời thì hãy trồng nó trong vườn hoa sóng yên biển lặng 30 năm. Quá dài. Được, ba cao thủ đó có thể trở lại. Phụ vương, còn muốn dẫn binh diệt sở. Đủ rồi. Ba huynh đệ các con đều không được đi theo. Thoáng tiên sinh quả nhiên là phụ vương. Vũ Nhi, con vẫn còn có ích. Vũ Nhi, Phụ Vương, Vũ Nhi, Phụ Vương. Trấn Đông Vương phủ sớm hơn kế hoạch. Trong vòng 3 tháng, ta phải bắt Hạ Quảng trả giá cho nỗi đau quá vợ mất con của ta. Tần gia, Tử Nguyên, Hà Mưu, Tần gia Thượng Tiên, Phong Ngọc Tử, Tần gia, Tần Phong, Trường Tử Tần Đức, Tần gia, Tần Chính, Thứ Tử Tần Đức. Dạ. Kim Đan Trung Kỳ, Ngũ Hành. Mình chưa chết. Mình vẫn còn sống. Tiểu Hắc, đừng nghịch nữa. Các bạn ta vừa mới nhặt về được lại bị ngươi mổ chết rồi. Chúng ta đang ở đâu đây? Là ngươi đưa ta đến đây à? Chào mừng đến với Lôi Sơn Cư. Bên trong Lôi Sơn Cư, linh thức truyền âm. Ngươi là ai? Là người đã cứu ta sao? Tiểu Tinh không cứu được người bị đâm xuyên cơ thể, là chủ nhân đã tự cứu mình. Tiểu Tinh, sao ngươi lại gọi ta là chủ nhân? Chuyện này phải kể từ khi người sáng lập Lôi Sơn Cư, Lôi Vệ. Ồ, ngài đến từ một vũ trụ khoa học kỹ thuật, là hoàng tử của một đế quốc trong dãy Ngân Hà. Để tìm kiếm thế giới tu chân, ngài mạo hiểm xuyên qua lỗ đen đến một vũ trụ khác, tìm được Tử Huyền Tinh, cũng chính là tinh cầu của cậu. Tử Huyền Tinh, nơi đó hoàn toàn là thế giới tu chân. Vì thế ngài ở lại đây chờ đợi thiên kiếp, nhưng cuối cùng lại độ kiếp thất bại. Chủ nhân Lôi Vệ trước khi chết lệnh cho ta ở lại Lôi Sơn Cư chờ đợi chủ nhân thứ hai. Cuối cùng pháp trận truyền tống được khởi động, đưa cậu đến đây. Đợi đã, ta hơi rối. Vũ trụ gì? Hố đen gì? Đây là vũ trụ.
Chủ nhân, cậu còn có rất nhiều điều cần học hỏi đấy. Chủ nhân lôi vệ cố tình chuẩn bị một quyển sách, cậu xem xong sẽ hiểu thôi. Tinh thần biến. Không phận hạng gia. Hoa Sơn Cùng, Phạm Quảng, Phạm Đế Tần Túc. Không phải người nói Tần gia sẽ không tạo phản nhanh đến thế sao? Người nói gì đi chứ? Sơn Tặc Hắc Thủy thế sao? Đã phá xong chưa? Địch ngôn, điều kiện Sơn Tặc, Sơn Thủy đưa ra, tiểu nhân không dám tùy tiện đáp ứng. Một đám sơn tặc cỏ con lại dám mạnh miệng đòi nhiều vật tư quân đội đến như vậy, tham lam. Người là đồ vô dụng, cút cho ta. Vâng, vâng. Sở Quốc, Ngọc Quý Phi, sủng phi của Hạng Quảng. Bệ hạ. Được, đáp ứng bọn chúng. Bệ hạ, nếu bọn chúng đã dám đòi, chậm cũng dám cho. Đợi Tần gia bị diệt rồi, chậm không chỉ bắt đám sơn tặc ấy nôn ra hết, và phải trả lại gấp đôi. Không ngờ thông thiên tam đồ lại dẫn đến mấu chốt ở đây. Sau khi luyện thông thiên tam đồ đến cực hạn, một khi hình thành vũ trụ khải giáp, trận truyền tống sẽ cảm ứng được, đưa chủ nhân đến Lôi Sơn Cư. Không ngờ có thể làm ra được thiết kế tinh diệu như vậy. Vị lôi vệ tiền bối này rốt cuộc là người thế nào? Nói lâu như vậy, tiểu tinh mệt rồi. Chủ nhân lôi vệ có để lại một đoạn phim cho người đến sau tự học. Nếu ngươi xem được đoạn phim này, lôi vệ chứng tỏ đã độ kiếp thất bại. Tình cờ ta có được một quyển bí tịch thông thiên tam đồ, tổng cộng có 3 mảnh, mỗi mảnh có 36 bức vẽ. Ta từ bỏ hoàng vị lên phi thuyền mạo hiểm trong không gian, đồng thời không ngừng tu luyện thông thiên tam đồ, trải qua bao gian khó, may mắn đỗ qua được tứ cửu thiên kiếp. Tuy nhiên, sau đó nữa thì sao? Ta nên tu luyện cái gì? Ta biết tu luyện là theo đuổi thiên đạo. Vậy thì cái gì là thiên đạo đây? Lẽ nào thiên đạo chỉ có kết kim đan, tu nguyên anh? Ta cho rằng thiên đạo là thứ nguyên thủy nhất, tự nhiên nhất, chứ không phải đạo lý bất biến mà người ta định ra. Quan sát sao trời diễn biến tự nhiên, ta có một kiến giải đặc biệt, sáng tạo ra một công pháp tu luyện chưa từng có. Tinh thần biến. Là ông trong quần tiên đại chiến giết chết cao thủ đại thanh kỳ mấy tám tiên, còn có mấy mươi cao thủ thần bí độ kiếp kỳ, không minh kỳ. Lẽ nào tinh thần biến chính là công pháp thần kỳ đó? Không ngờ người sáng tạo tinh thần biến lại là lôi vệ tiền bối. Tinh thần biến ta sáng tạo ra có thể gọi là kiệt tác cái thế. Nó chia làm tinh vân, lưu tinh, tinh thạch, hành tinh, độ kiếp, hành tinh, sáu cảnh giới này,
Tuy cảnh giới hạng tinh chỉ là tưởng tượng của ta, nhưng chỉ cần tu luyện đến cảnh giới lưu tinh cũng đã xa hơn người tu luyện nguyên anh bình thường rồi. Chàng trai may mắn, tu luyện tinh thần biến chính là một con đường hẹp cửu tử nhất sinh. Bây giờ người rút lui vẫn còn kịp đấy. Nhưng nếu người muốn đạt đến cảnh giới hạng tinh sáng tạo công pháp, một khi thất bại, cái giá hình thần câu diệt, hồn phi phách tán, người phải tự mình gánh chịu. Hãy nhớ lời khuyên của ta, sau đó dùng hết toàn lực vượt qua ta. Hình thần câu diệt, hồn phi phách tán, muốn xông phá trời đất thì sao có thể lo đầu lo đuôi, e sợ cái chết chứ? Lôi vậy sư tôn, ta chắc chắn sẽ tiếp tục sáng tạo tinh thần biến. Tiểu Hắc, đợi ta độ kiếp đạt đến tinh vân kỳ, chúng ta có thể cùng nhau trở về, giúp đỡ phụ vương hoàn thành đại nghiệp tần gia rồi. Được truyền bởi TV2.rg. Kết cục di chí của lôi vệ tiền bối. Không gian giới chỉ. Đây là của chủ nhân lôi vệ để lại cho chủ nhân, giúp ích cho chủ nhân luyện khí. Chỉ cần đạt đến tiên thiên đại viên mãn sẽ có thể cảm nhận được thiên kiếp sắp đến. Bên ngoài lôi sơn cư, tu luyện tinh thần biến cần phải tu luyện thông thiên tam đồ làm cơ bản, khiến ngoại công đạt đến tiên thiên đại viên mãn. Lúc độ thiên kiếp, dùng thiên lôi rèn luyện cơ thể sẽ có công hiệu kỳ diệu. 7 ngày sau sẽ là lúc độ kiếp, trước lúc ấy phải tìm vài yêu thú luyện tập mới được. Xem thử các người rồi, còn biết phun lửa cơ đấy. Nhanh như vậy đã đổi kịp rồi, không phải hay sao? Tiểu Hắc, giờ này sao mình thích giết yêu thú lợi hại vậy? Ta không dễ gì mới tìm được một con thanh hỏa lang cấp bậc tiên thiên, lại bị người đánh cho chạy mất.
Hình như trọng chút tiêm lên rồi. Thế này không thể ở lâu. Tiểu Hắc, chúng ta đi. Đây là tứ cửu thiên kiếp. Thiên kiếp của mình đến rồi. Ở gần Lôi Sơn Cư như vậy. Tiểu Hắc, không ngờ lại là ngươi độ kiếp. Vì thế còn mạnh hơn lúc phụ vương độ kiếp. Lẽ nào người khác hoặc yêu thú cũng khác? Khi lực của tứ cửu thiên kiếp cũng khác nhau sao? Kiếp phân màu đỏ, cái là nó của mình. Nhưng mình chưa từng nghe nói đến hai tầng độ kiếp. Lần này tiêu rồi. Đại Hắc, cẩn thận. Là bị Tiểu Hắc nuốt chửng. Sảng khoái, lợi dụng thiên kiếp giải luyện cơ thể, lôi vệ sư tôn quả nhiên suy nghĩ độc đáo. Có sát khí. Vừa rồi quả nhiên đã chọc giận bọn chúng. Nhiều thanh hỏa lang như vậy, Tiểu Hắc độ kiếp bị mới nhiễm thì không tốt. Tên lôi thứ hai của mình sắp giáng xuống. Tiểu Hắc, ngươi cố lên, ta sẽ dẫn sấm sét ra ngoài. Sơ xuất rồi. Đây mới là cột thiên lôi thứ hai, cột thứ ba, thứ tư mới là lợi hại thật sự. Yeah.
Lang Vương, Tiên Thiên Đại Viên Mãn.